Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk đã bắt 22 đối tượng. Công an truy tìm 3 luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai. Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ, bỏ thi thể vào bao tải dứa phi tang. Vụ tai nạn lật xe bồn ở Lào Cai, nạn nhân thứ 3 tử vong, tài xế âm tính với ma túy. Ukraine phản công dồn dập, công bố thành quả đầu tiên. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở công an xã Ea Katu, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Đại úy Hoàng Trung, 42 tuổi, cán bộ công an xã Ea Katu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, được truy thăng cấp bậc lên thiếu tá. Ông Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Katu, được truy thăng cấp bậc hàm từ thuận úy lên đại úy. Cả hai cán bộ công an này đều quê ở Nghệ An. Ông Trần Quốc Thắng, 34 tuổi, cán bộ công an xã Ê Tiêu, được thăng truy cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá. Cán bộ công an xã Ê Tiêu, Hà Tuấn Anh, được truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng trên một gia đình đối với 4 gia đình công an thuộc công an huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hỗ trợ 50 triệu đồng trên một đồng chí đối với hai cán bộ công an huyện Cư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là đại úy Đàm Đình Bóp, sinh năm 1993, phó trưởng công an xã Ea Katu, và đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ công an xã Ea Katu. Sáng nay 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an tại xã Ea Tiêu và Ea Katu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ ba tự giải thoát. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quyên đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và xã Ea Katu, làm thương vong một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân. Sáng 12 tháng 6, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã ra quyết định truy tìm 3 người gồm Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho 3 đối tượng. Các đối tượng này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. 3 đối tượng trên là những luật sư bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng các đoạn video clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Được biết, 3 luật sư Lân, Miến, Mạnh là những người từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai kết thúc vào hồi cuối tháng 11/2022 tại Long An. Công an Hải Phòng đã bắt giữ một người đàn ông tên HHT, tên viết tắt, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, tình nghi liên quan đến thi thể cô gái trong bao tải mà người dân phát hiện ở vỉa hè một con đường ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng vào chiều 10 tháng 6. Tối 11 tháng 6, lực lượng chức năng dẫn giải Thịnh tới hiện trường vụ việc để thực nghiệm điều tra. Một nguồn thông tin cho biết, việc thực nghiệm hiện trường được thực hiện tại một bãi đất trống, cây cỏ dại phủ đầy, cách không xa vỉa hè nơi thi thể cô gái xấu số được phát hiện. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là VHA, tên viết tắt, 29 tuổi, kinh doanh tự do, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Chiều qua 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận thông tin vụ xe khách lao xuống vực, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các hành khách về trung tâm y tế huyện. Cơ quan chức năng ghi nhận hai hành khách người Hàn Quốc bị thương. Chiếc xe bị tai nạn là ô tô khách loại 47 chỗ do ông Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1975 ở Bắc Ninh, điều khiển, chở 27 người Việt Nam và 21 người Hàn Quốc từ Bắc Ninh theo tỉnh lộ 316E hướng đi xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đến khu vực hang gió thuộc xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, ô tô này tránh xe máy nên lao xuống ta luy âm và bị lật nghiêng. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội chiều qua 11 tháng 6 đã nhận tin cứu nạn cứu hộ vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao, khu vực nút giao Linh Đàm hướng về phía Pháp Vân. Lực lượng của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường, đưa hai người bị nạn ra ngoài, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách biển kiểm soát Hà Nội, người điều khiển là anh DNA, tên viết tắt, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, với xe tải biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa, người điều khiển là anh NTT, tên viết tắt, quê ở thành phố Thanh Hóa. Trên xe khách có 10 người, gồm lái xe và 9 hành khách. Vụ việc xảy ra khiến hai người bị thương. Hôm qua 11 tháng 6, tại km 135 500 quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Thàng Giàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một xe bồn do anh TQS, tên viết tắt, trú tại thành phố Lào Cai điều khiển, di chuyển theo hướng Lào Cai Sapa, đã va chạm với xe máy do LVC, tên viết tắt, trú tại thành phố Lào Cai điều khiển, lưu thông theo chiều hướng ngược lại, chở theo sau chị HTB, tên viết tắt, và cháu LDT, tên viết tắt. Chiếc xe tải sau đó đâm va vào một ô tô, một xe máy đang đổ bên lề đường. Hậu quả khiến anh LVC và cháu LDT tử vong tại chỗ, chị HTB được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế xe bồn, kết quả không có cồn và chất ma túy trong cơ thể. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 12 tháng 6, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai, lập hồ sơ với 11 người trong vụ nhóm người tụ tập mang búa, hung khí, đập khóa, phá camera an ninh căn nhà trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh công an vây bắt, đưa một số người về trụ sở để làm rõ. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Thị Pha thuộc ấp 6 xã Đông Thạnh vào chiều 9 tháng 6. Thời điểm trên, một nhóm người chạy trên nhiều xe máy mang theo một số vật dụng như búa, đồ phá khóa đến căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Pha. Khoảng 11 người vào căn nhà trong hẻm, một người dùng búa đập ổ khóa rồi đi vào bên trong đập camera an ninh. Trước khi rời đi, người này còn khóa căn nhà lại. Công an xã Đông Thạnh huy động lực lượng, phương tiện chốt chặn cả hai đầu đoạn đường, đưa 11 người cùng các tang vật liên quan về trụ sở để làm rõ. Ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng thuộc đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 từ vòng xoay Bình Phước về vòng xoay Linh Xuân thì nhận được tin báo về việc xe buýt chạy lộ trình thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai nghi ngờ chở thuốc lá lậu. Ngay sau đó, ban chỉ huy đội đã huy động đại úy Mai Nguyễn Quốc Trọng đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại vòng xoay Linh Xuân hỗ trợ chốt chặn. Sau đó, tổ cảnh sát giao thông đã dừng được xe buýt để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chở 3 thùng hàng hóa, bên trong có 1.700 gói thuốc lá nghi nhập lậu. Trong đó có 500 gói thuốc lá hiệu Essentials, 500 gói hiệu Capri và 700 gói thuốc lá hiệu Jack. Tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tang vật cho công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo quy định. Chiều 11 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa có vụ việc voi rừng lớn bất ngờ vào nhà người dân trên địa bàn xã Nam Sơn, giáp ranh với xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, phá hoại một số hoa màu trong vườn, rồi sau đó đi vào trong nhà tìm kiếm thức ăn. Quá trình lục lọi thức ăn, con voi này đã xô đổ những tấm gỗ làm nhà của người dân. Sau khi tìm thấy cây mía, chuối, con voi này mới rời đi. Phát hiện có voi lớn xuống khu vực dân cư, người dân đã hô hoán, đánh trống và đốt lửa xua đuổi. Sau khi bị xua đuổi, con voi lẩn trốn vào rừng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã cố tấn công tàu trinh sát Ryazov tại khu vực cách thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, nơi Nga đặt căn cứ hạm đội Biển Đen 300 km về phía đông nam. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, một máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ cũng có mặt ở khu vực trung tâm Biển Đen. Bộ cho biết thêm, tàu Ryazov lúc bấy giờ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an ninh dọc theo các tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream và Blue Stream ở phía đông nam Biển Đen. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận. Theo thông tin từ Reuters, quân đội Ukraine ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương đã công bố video cho thấy các binh sĩ của họ đã cắm cờ tại một tòa nhà ở làng Blahodatne thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Họ cũng cắm cờ tại ngôi làng Neskutne, lân cận.
Một binh sĩ Ukraine nói trong video khi âm thanh từ xa là tiếng pháo kích dữ dội, cho biết đã đẩy lùi được đối phương, Ukraine sẽ giành chiến thắng. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố quân đội nước này cũng giành lại làng Marakivka thuộc tỉnh Donetsk. Bà cho biết vẫn giữ các vị trí phòng thủ. Bà Malia cũng cho hay quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công ở mặt trận miền đông gần thành phố Bakhmut và tiến công khoảng 250m đến gần hồ chứa Bevkivka. Hãng tin AFP cho biết, ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, các cuộc không kích và pháo kích tiếp tục rung chuyển thủ đô Khartoum của Sudan sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân đội và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh hết hiệu lực. Trước đó, hai bên tham chiến đã nhất trí ngừng bắn trong 24 giờ, tạo điều kiện cho người dân mắc kẹt do giao tranh có thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, vào 6 giờ sáng ngày 11 tháng 6, thủ đô Khartoum lại chìm trong các cuộc pháo kích và đụng độ. Giao tranh tiếp diễn tại cả Khartoum và thành phố Omdurman ở phía Bắc cũng như thành phố Onhawa, một tuyến phố huyết mạch ở phía Nam thủ đô. Ngày 11 tháng 6, giới chức Pakistan cho biết mưa lớn và gió mạnh đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em, tại khu vực Tây Bắc nước này. Cơn bão bắt đầu quét qua 4 huyện của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa vào tối 10 tháng 6. Cơ quan quản lý thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa xác nhận ít nhất 12 người đã tử vong do nhà bị sập mái và sập tường. Mưa bão đã khiến hơn 140 người bị thương và hàng trăm gia súc chết. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại cả 4 huyện. Trong khi đó, một cơn bão đang trên đường tới biển Ả Rập, hướng về bờ biển Pakistan, Ấn Độ. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào cuối tuần này. Giới chức Pakistan cho biết, bắt đầu sơ tán 8.000 đến 9.000 gia đình đang sinh sống ở khu vực ven biển tỉnh Sindh, bao gồm thành phố cảng Karachi. Quân đội sẽ được triển khai từ ngày 12 tháng 6 để hỗ trợ công tác sơ tán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!